Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Đây là Tiêu Viêm. Từ khi mẹ đang mang thai, phọt ra Tiêu Viêm chưa chào đời. Hắn đã là nhà vô địch trong bộ môn bơi lội thắng hết toàn bộ số anh em nòng nọc khác. Tiêu Viêm sinh ra trong một gia đình có truyền thống an cư lạc nghiệp tại Gia Ma Đế Quốc. Nhưng cuộc đời Tiêu Viêm tưởng có một cuộc sống sung sướng. Nhưng ai ngờ hắn bị Dược Lão đánh bay khỏi cái mác thiên tài của Tiêu gia. Sau đó cuộc đời Tiêu Viêm được thay đổi hoàn toàn. Khi Dược Lão tham khảo các ý kiến từ YouTube thay cho Tiêu Viêm, ví dụ như Tiêu Viêm tham gia thử thách vài tháng sống trong ma thú sơn mạch cày cấp. Ở lần này anh em cùng mình tìm hiểu các tông phái liên minh huyền thoại và liên quân mobile do Tiêu Viêm sở hữu tại Hắc Giáp Vực. Thứ nhất là bản môn. Thời Tiêu Viêm mới tiến vào học viện Già Nam Nội Viện, ở bên trong nơi này cho phép thành lập một số bang phái đánh nhau với các bang phái có truyền thống lâu đời bên trong học viện. Năm nào họ cũng mở danh sách tuyển sinh bổ sung lực lượng cho mình. Tuy nhiên học sinh khóa Tiêu Viêm thằng nào thằng đấy nhìn mặt khá lì lợm, vẫn chưa hề có định làm tay sai cho một tổ chức nào hết. Vì vậy rất nhiều học sinh từ con trai con gái đều bị mấy anh chị đầu gấu đầu trâu bật ngựa lôi ra nhà vệ sinh hay bụi chuối tẩn vỡ alo không nói được câu nào. Do đó rất nhiều học sinh bức xúc xin ý kiến viết đơn cho lãnh đạo Tiêu Viêm hãy giúp họ thành lập một bang phái. Người đã rủ rỗ Tiêu Viêm thành công khoai khác chính là A Thái. Sau khi Tiêu Viêm có sự động viên của đốc nhà Huân Nhi tương lai không dám lệch, Tiêu Viêm đã phê duyệt đơn tổ chức ra một bang phái có tên là Bản Môn. Dĩ nhiên Bản Môn của Tiêu Viêm ban đầu bị các bang phái học viện đến hỏi thăm rất nhiều đòi thu thuế hay gây gổ đánh nhau. Tiêu Viêm bằng vào sức mạnh nhân vật chính dần dần đánh bại rất nhiều bang phái khác. Tiêu Môn đã trở thành một bang phái mạnh nhất của nội viện học viện Già Nam. Dù Tiêu Viêm đã hết 3 năm học đã tốt nghiệp ra trường, đồng thời hắn trở thành một học sinh lưu truyền những thành tích chưa từng có tại học viện Già Nam, từ những phi vụ ăn trộm tiền đập phá hay một số điều lung tung khác. Thứ hai là Tiêu Môn. Tiêu Môn không phải do Tiêu Viêm thành lập, nhưng hắn lại được làm trước tông chủ của Tiêu Môn. Do năm đó Tiêu Lệ nghe được tin tức Tiêu Viêm cùng các trưởng lão Tô Thiên của học viện Già Nam phong ấn lại dị hỏa Black Tấm Viêm, thì Tiêu Viêm trong lúc hôn chiến với Hàn Phong đấu hoàng 6 sao, Tiêu Viêm đâm hậu hơi sâu đánh bại Hàn Phong. Tuy nhiên Tiêu Viêm không kịp rút chạy khỏi chơi dị hỏa và lạc tâm viêm, nên cả hai đã bị hút vào trận phong ấn dưới đáy dung nham thiên phần luyện khí tháp. Bây giờ Tiêu Lệ anh hai Tiêu Viêm đổ lỗi trả thù cho Tiêu Viêm, nghĩ là đã bị chết dưới đáy dung nham. Hắn đã thành lập một bang phái nhỏ nhỏ có tên là Tiêu Môn tại Hắc Giáp Vực. Tiêu Lệ thu nhận huấn luyện quân đội chuyên gia đánh du kích vào liên minh Hắc Minh của Hàn Phong. Vì vậy Hàn Phong cho một tổ đội do Phạm Lao Đấu Hoàng của Huyết Tông đến tiêu diệt Tiêu Môn. Tiêu Môn vì thế mà toàn bộ mọi người có áo đồng phục của Tiêu Môn có thể mất mạng hết cả lô. Tiêu Viêm đang còn sống giải nguy cho Tiêu Môn. Sau khi Tiêu Viêm giải thể Hắc Minh và giết chết Hàn Phong, theo sự bàn bạc của Tiêu Lệ dành cho Tiêu Viêm nên làm chức chủ tịch của bàn môn, còn Tiêu Lệ làm phó chủ tịch. Tiêu Viêm đã mang hợp đồng của mình xin tổ công tác học viện Già Nam Tô Thiên để cho Tiêu Môn được phát triển tại Hắc Giáp Vực. Dĩ nhiên dưới sự chăm sóc của mình, Tô Thiên đành chấp nhận cho Tiêu Môn hoạt động. Nhưng Tiêu Môn phải đáp ứng rất nhiều điều kiện trong khoản hợp đồng, như là không hổ báo làm trùm giết học sinh học viện Già Nam, hay Tiêu Môn trở thành một tông phái mạnh nhất Hắc Giáp Vực thì cũng không đi vào vết xe đổ của các tông phái khác chém người vô tội. Nếu không học viện Già Nam sẽ hủy hợp đồng trở thành đối thủ chuyển kiếp. Ngoài ra Tiêu Môn sau khi liên kết thành công với học viện Già Nam, những học sinh tốt nghiệp từ học viện Già Nam, đặc biệt từ bán môn trong nội viện, họ không thích trở về quê nhà có thể gia nhập là một thành viên của Tiêu Môn. Dưới sự phát triển không ngừng nghỉ của bản môn, nhanh chóng bành trướng thế lực tại Hắc Giáp Vực. Ở lần 2 mình sẽ bình luận về các tổ chức còn lại của Tiêu Viêm thành lập. Chúc anh em ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022 may mắn sắp đến Trung Thu đi chơi nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video.